của sản phẩm rồi. Này, ốc ác dạng ươm à. Cảm thấy linh kiện không? Nó sáng tròn à. Bác nào chốt thì ở Hàn Quốc với đồ đẹp và không điểm trừ, các bác chỉ việc về và cắm điện mình xài thôi và trưng bày thôi. Giá thì bao tốt cho các bác nha, tại vì bên em đấu giá trực tiếp không qua khâu trung gian nên giá luôn tốt cho các bác. $52 bao ship nha các bác, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm. Về cấu hình thì chắc con 9090DB này, nếu mà các bác nào đã quan tâm thì cũng đã biết và độ hot của và những tính năng của em nó rồi. Các bác cùng xem núm nút này nha. Sơn tròn nhau, nói chung là không tì vết đấy các bác, không tì vết đấy. Đây, vỏ gỗ con này với vân gỗ rất là nổi bật nha. Nổi bật, đây coi vân gỗ gọi là lõi thôi. Lõi rất là nổi bật luôn. Đẹp mộc mạc và rất là scan luôn nha. Đây các bác có thể thấy được góc cạnh nè. Đấy. Đây là cạnh tiếp theo là cạnh phải nhé. Giá trên đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ vẫn bớt tiền cho các bác và cọc tiền thì cọc 10% trở lên. Nó trang bị 3 cầu loa. Nên các bác có thể chơi một lần 2 cầu nha. Series là 3053 này. 3053. Có thấy nó mới chưa? Bên em bảo hành tất cả nguyên zin và máy là máy chất từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Và những con này các bác đều đào và đã sở hữu rồi thì để dùng ý. Hầu như em chưa thấy ít, chưa thấy bán. Tại vì những con này là hết số rồi, của dòng 4 số đó các bác. Và những cái model này đa số các bác mua và sưu tầm. Nó mà để trên con 635D nữa là với cặp loa 99A gọi là hết bài của các bác. Hết bài vỡ luôn nha. 99A bên em vẫn có hàng đẹp thiếu thùng xốp nha các bác. Là 47 triệu, còn có âm ly là 52 triệu. Bác nào cần 99A thì alo cho em. Và bên em cũng có luôn 635D thùng xốp luôn nha. Xe 35D thùng xốp thì nó ngồi khoảng 40 một tí các bác. Khoảng 40 đấy. Đây là số điện thoại chính của em nha. Rồi, không để các bác chờ lâu, đi vào nội thất bên trong luôn. Vâng, mời các bác cùng ngắm luôn nha. Đây, sexy 7 màu, ống ánh, ngất ngay. Và hết từ miêu tả nha các bác. Đây, có thể nhìn từng những ốc này. Và cái rọ đây là cái quan trọng nhất này. Một con đi đẹp là những con 90DB nhìn cái rọ này nó mới là cái thái độ đẹp của sản phẩm rồi. Ốc ác dạng ươm à. Cảm thấy linh kiện không? Nó sáng tròn à. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Đấy. Chân máy và ốc này các bác. Đẹp chưa? Rồi, video giới thiệu và gửi đến các bác con 9090DB với đồ đẹp gọi là hết thuốc. Giá thì bao tốt cho các bác luôn. Hàng là sexy 7 màu. Vừa nghi vừa trưng bày, vừa sưu tầm, vừa làm có một con âm ly để trưng bày phòng khách, vừa làm giá trị của sản phẩm. Đây là model Isotech nha các bác, Isotech BN8MK2. Con này về với tình trạng là tất cả nó mới và nó đẹp, vỏ gỗ zinc luôn nha. Tại vì nó là dòng khủng nên máy trang bị lên tới là 400W và chỉnh bass mic check cho từng vế nha. Trong này nó thiên về dòng hi-fi có high-end có, nên là độ chi tiết nó cao đấy. Tiếng nó sạch cực kỳ, các bác mà chơi loa châu Âu những dòng loa Mỹ rồi không? Đánh JBL thì gọi là quá tuyệt vời rồi nha. 400W và con này nó khủng, bộ lèo phèo của nó là nhìn gõ đó các bác. Khoảng 30kg. Đây là model lớn nhất nha, BM8 là BM8 Mk2 là Isotech BM8 Mk2 đời lớn nhất nha.
Và đợt này về giá rất là tốt và hàng nó rất là đẹp nha các bác nhìn này. Còn vô zin của nó đây. Con này hiện tại giao ra giá các bác rất là tốt để các bác mình chơi và sưu tầm luôn nha. Đây, đồ đẹp này quá. Giá là 29 triệu bao gồm phí ship rồi nha. 29 triệu. Các bác nào chơi L100 Canary mà thích tiếng mà chi tiết độ sạch sẽ thì các bác chơi những con này. Vừa nghi vừa trưng bày, chơi những con này đẳng cấp đó con. Tại vì ma răng nhắc những Modern Hawk này thì ai cũng biết hết. Isotech VM8 MK2. Những con này hiếm lắm, lâu lâu về thôi. Đánh cho kháng là từ 4 tới 16 ohm. Đấy. 400W, 2 cầu loa BA-B, tất cả rác màu vàng. Nặng lắm các bác. Một người là bê với cong lưng á. Rồi em sẽ mở cái kéo ruột mềm nó ra và dùng để các bác cùng xem luôn nha. Bác nào lấy alo cho em nha. 29 triệu bao ship nha. Còn các bác ở xa thì mình có thể cọc tiền đặt cọc khoảng 2 triệu trở lên là em ship hàng nha. Máy đẹp long lanh luôn nha các bác. Mặt nó mềm vàng gold nha. Có nhìn cái vỏ gỗ con này về này, nó keng, nó mới, nó đẹp. Vỏ gỗ zinc nha các bác. Vâng, và em mời các bác cùng ngắm cái cấu hình rất là khủng của con Marang này. Sở hữu là 4 tụ lớn và những cái tụ nhỏ nằm dưới nha các bác. 2 tụ phụ nằm dưới này và một cái tăng phô vàng ở này, một cái tăng phô chính và một cái rờ le tổng này, hai rờ le cho hai kênh này, có nghĩa là kênh trái phải hay là phần rề, có nghĩa là chỉnh ba chép. Có thấy gấu không? Rất là nãy em không thể xoay được, em sẽ đi xung quanh sản phẩm nha. Đây, nó chạy 8 sò sắt mà răng đỏ đen nha các bác, tất cả nguyên zin nha. Máy nguyên mộc rất là mới. Đây, có thấy đồ sạch sẽ chưa? 29 triệu nha các bác. Năm nay thì những sản phẩm giá về nó tốt hơn, nó tiết kiệm cho các bác 500 đến 1 triệu đấy. Con này nhưng mà năm trước là giá ngoài 30 hết nha các bác. Năm nay hầu như em về cái gì giá nó tốt, tại vì không qua khâu trung gian nữa nên giá nó sẽ tốt cho các bác mình chơi. Hiện tại là con Marang BM8 MK2 Isotech này là em giao quá là 29 triệu nha. Hai tăng phô, một tăng phô phụ, một tăng phô chính này. 8 sò sắt 400W. Tất cả bảo hành nguyên zin nha, máy rất là mới nha các bác. 29 triệu bác nào lấy alo cho em sở hữu một con Isotech BM8 MK2. Tiếng cực sẽ kỳ là sạch sĩ luôn nha. Rồi liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.